Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2023 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ xây dựng được 148 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tính chung từ năm 2011 đến năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 4.500 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng. Hướng tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 16, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào thi đua đặc biệt. Theo đó, các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đăng ký thực hiện hơn 1.295 công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Trong đó tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân sửa chữa, làm mới nhà ở, hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo động lực giúp người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.